Sau năm đợt xét nghiệm diện rộng, qua đánh giá nguy cơ trên địa bàn, hiện nay quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục thực hiện giãn cách từng vùng theo quyết định 2905 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó quận nỗ lực thu hẹp vùng đỏ, phấn đấu giữ và mở rộng vùng xanh. Từng là điểm nóng Covid-19 ở phường Mỹ An, nhưng nhờ khoanh vùng, truy vết kịp thời cũng như người dân chấp hành nghiêm quy định cách ly, nên đến nay ổ dịch tại khu vực này đã được kiểm soát. Sau 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, phường đã dỡ bỏ cách ly y tế tại khu vực này. Hiện nay trong cái vùng này gọi là vùng xanh của phương Mỹ An, thì chúng tôi vẫn thực hiện cái tổ chức cái đội tự quản để mà thường xuyên nhắc nhở bà con tại tình trạng là đi ra ngoài đường rồi tụ tập rồi là không để bà con tự do đi lại trong cái khu dân cư. Từ ngày 10 tháng 7 đến nay, quận ngũ hành sơn ghi nhận 257 ca mắc covid-19, trong đó phường mỹ an là điểm nóng nhất, khi chiếm hơn một nửa số ca bệnh cả quận. Trong khoảng thời gian thực hiện ai ở đâu thì ở đó, các biện pháp y tế đã được triển khai quyết liệt, qua đó đã giảm dần các điểm nóng. và soát lại các cái điểm chốt trong các dân cư để đảm bảo là cái vùng xanh vẫn giữ nguyên và các cái vùng đỏ thì là tiếp tục không cho lây lan ra các vùng xanh. Tên cơ sở đó là phường Phấn Đáo sẽ sẽ giảm cái cái vùng đỏ và mở cái vùng xanh càng nhiều. Không chỉ thu hẹp dần các vùng đỏ, từ khi thành phố thực hiện giãn cách đến nay, quận Ngũ Hành Sơn đã phát động phong trào thi đua giữ vững vùng xanh toàn quận. Các phường, đơn vị thực hiện thiết lập vùng xanh an toàn Covid-19 với phương châm rõ, nghiêm, chắc, nhanh và người dân giám sát người dân riêng phường Hòa Quý hiện đã được công nhận là vùng xanh. Thời gian tiếp theo, thì hệ thống chính trị sẽ cũng sẽ tiếp tục uh, uh, bầu cục uh, và đặc biệt là cũng sẽ là cũng như là vận động uh, máu chốc là nó nằm ở khu dân cư. Uh, lần sau để người dân họ yên tâm uh, đồng thuận với lại chủ trương mới của thành phố, đó là cũng vấn đề quan trọng. bằng những giải pháp sáng tạo, cách làm hay hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương quận Ngũ Hành Sơn vẫn đang nỗ lực giảm dần cấp độ màu với mục tiêu xanh hóa toàn bản đồ COVID-19 của quận trong thời gian ngắn nhất để đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.